Xin chào anh em đã quay trở lại với TNC Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cái series là Hacking TOS. Trong video lần trước thì mình đã chia sẻ với anh em về hệ điều hành là gì, cũng như là sự khác nhau giữa Windows cũng như là Mac OS. Thì có rất nhiều anh em đã rất là nóng lòng và bình luận cũng như là thậm chí là inbox cho mình luôn là hướng dẫn cài luôn đi anh. Thật ra là mình cũng muốn là hướng dẫn anh em cài, nhưng mà cái hướng dẫn cài nó sẽ để sau đó. Nhưng mà do là quá nhiều cho nên hôm nay mình sẽ chiều lòng anh em, mình sẽ hướng dẫn cài luôn. Tuy nhiên thì mình cũng phải cảnh báo trước cho anh em một cái điều như này. Đấy là Hacking TOS nó là một cái quá trình rất là dài, bởi vì nó có rất là nhiều thứ mà anh em cần phải tìm hiểu, cần phải nắm được trước khi chúng ta có thể thực hiện một cách suôn sẻ nhất. Và nếu như mà anh em chỉ làm theo cách là kiểu lên mạng xem hướng dẫn cách cài đặt cũng như là gì đấy thì rất là nhanh, nhưng mà để mà anh em có thể giải quyết được mọi cái vấn đề liên quan đến cái Hacking TOS thì nó sẽ cần rất nhiều thời gian và chúng ta cũng phải nghiên cứu rất là nhiều. Mình thì mình cũng chỉ là một người nghiên cứu và tìm ra cách đơn giản nhất để có thể hướng dẫn cho anh em mà thôi, chứ còn mình không phải là kiểu chuyên gia hay là lập trình viên hay gì khủng khiếp cả, giáo sư cũng phải đi học chứ, đúng không ạ? Thì hôm nay chiều theo lòng của rất nhiều anh em, mình sẽ hướng dẫn cài luôn. Và trước khi hướng dẫn cài thì mình sẽ cần phải lưu ý với anh em một số yếu tố sau đây. Đó là như anh em đã biết ý, thì Hacking TOS đơn giản là cài đặt hệ điều hành Mac OS lên một cái hệ thống máy tính không phải do Apple sản xuất. Có rất nhiều cách để làm được cái việc này. Tuy nhiên, cái điều tối quan trọng nhất mà Hacking TOS mà ai chơi cái món này cũng cần phải nắm được, đó chính là chúng ta phải có một cái hệ thống phần cứng nó tương thích với cả những thiết bị chạy Mac OS từ những chiếc máy tính Apple ấy. Còn nếu như mà không tương thích thì chúng ta sẽ phải tìm tòi, phải tìm cách patch, phải tìm những cái cách, những cái driver phù hợp để có thể khiến cho những cái phần cứng đó có thể hoạt động được với cả macOS. Thì cái việc đó sẽ là cái công đoạn chính mà khiến anh em mất nhiều thời gian, cũng như là rất là mông lung, cũng như là rất là khó hiểu. Thế cho nên hôm nay chúng ta sẽ đi theo cái cách mà dễ nhất, đó là build một chiếc PC ngay từ đầu. Thì nếu như mà anh em nào có được một cái hệ thống PC ở nhà của anh em, nó giống, nó gần gần tương tự với hệ thống mà mình sử dụng trong ngày hôm nay, cũng như là hướng dẫn anh em cách chọn linh kiện ấy, thì chúng ta có thể thực hiện luôn. Và chọn linh kiện như nào? Thì đây, mình đang chạy macOS trên một cái hệ thống như thế này. Và hệ thống của mình sẽ bao gồm một con CPU Core i7-8700 này. Mainboard thì mình sẽ sử dụng main Asus ROG Strix B360G Gaming. Thậm chí là mình cũng đã cài thử, chạy thử trên main B360F Gaming cũng được, rất là ngon lành. Điểm chung của hai con mainboard này ấy, nó đều là sử dụng cái chipset B360 hỗ trợ CPU Intel. Nhưng quan trọng nhất là nó đều sử dụng cái card Ethernet, tức là card Internet, cái cổng Internet cắm dây vào ấy, của Intel. Cụ thể nó là con Intel i219V. Thì làm thế nào để anh em có thể xác định được là mainboard của mình đang sử dụng cái Ethernet nào? Thì rất đơn giản, một là anh em nhìn vào cái thông số ở đằng sau cái hộp ấy, chúng ta sẽ thấy là nó có những cái gì ở đây. Sẽ thấy một cái dòng chữ mà Intel Ethernet, thì có nghĩa là nó sẽ dùng card Ethernet của Intel. Hoặc là có một cách khác, đó là anh em lên mạng, lên cái trang chủ nơi mà họ sản xuất ra cái mainboard của anh em, sau đó tìm cái thông số của đúng cái mã mainboard đấy và tìm xem là nó đang sử dụng cái Ethernet nào thì là được. Và còn nếu như mà anh em không sử dụng cái hệ thống giống của mình mà anh em muốn build mới hoàn toàn, chưa có gì trong tay cả, chúng ta sẽ có một cách khác, đó là lên một cái trang, đó là HackingToser. Đây, HackingToser.com. Thì ở trang này nó sẽ có rất nhiều những cái guide, những cái hướng dẫn. Và thậm chí quan trọng nhất đó là cái mục part này này, anh em bấm vào, đó là cái mục linh kiện. Và đây nó sẽ show ra, nó sẽ thống kê, liệt kê ra tất cả những linh kiện mới nhất hiện nay 2018 phù hợp nhất cho cái việc là cài đặt Hacking TOS. Thì hầu hết ở đây anh em sẽ nhìn thấy là CPU Intel Core i3-5700. Thật ra là anh em cài Hacking TOS lên CPU AMD cũng được thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ là một câu chuyện khác, nó phức tạp hơn rất là nhiều, và mình sẽ hy vọng là sẽ có thời gian nghiên cứu và gửi đến anh em trong một video khác. Thì chúng ta sẽ có i3-5700 đủ giải luôn, i3-8100, 8350K, i5-8400, 8600K, i7-8700, 8700K, thậm chí là i9-9900K mình cài cũng chạy luôn, i9-9600 mình cũng chạy được tốt, thậm chí là 9400F. Nói chung là CPU Intel khá là lành. Ngoài ra thì anh em có thể nhìn thấy là motherboard ở đây, mainboard, đó, rất nhiều hãng. Anh em nếu như mà đang có hoặc là đang muốn build Hacking TOS thì có thể dựa vào cái những cái danh sách này. Bên cạnh đó thì chúng ta còn VGA nữa. VGA thì
Hiện tại, cái phiên bản mà mình hướng dẫn anh em cài đặt trong cái video ngày hôm nay ấy sẽ là phiên bản macOS mới nhất của Apple, đó là Mojave. Đấy, macOS Mojave. Anh em thắc mắc tại sao mình đọc là Mojave chứ không phải Mojave. Thì thật ra mình cũng chả biết nữa, giống như kiểu cái đồ uống cái Mojito ấy, đọc đúng của nó phải là Mojito, kiểu vậy. Thì mình đang chạy phiên bản này và nó nhận rất là đầy đủ từ hardware này, CPU nhận đầy đủ Core i7 3.9GHz, một con CPU 6 × 12 luồng L3 cache 12MB, RAM 16GB. Hiện tại RAM mình chạy cũng khá là thoải mái. Mình dùng hai hãng, hai thanh Corsair Venzone, mỗi thanh 4GB là 8GB tất cả, và thêm một thanh Aperture Panzer nữa. Tổng cộng là 16GB, thêm một thanh Aperture Panzer 8GB nữa. Thì RAM thật ra là hầu như hãng nào cắm vào là cũng chạy thôi. Thậm chí là mình mix hãng nọ hãng kia, dung lượng khác nhau nó cũng chạy tốt, vẫn nhận đầy đủ. Cho nên anh em không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề là RAM. Còn nếu như mà anh em là người cẩn thận và muốn chắc chắn rằng hệ thống của mình sẽ chạy ổn định và tối ưu nhất có thể, thì có thể chọn một trong những mẫu RAM nó liệt kê ở đây. Thật ra là RAM nào cũng được, mình không quá quan trọng vấn đề này. Nhưng cái quan trọng nhất là card đồ họa nhé. Thì cái phiên bản, tại sao mình chọn cái phiên bản Mojave để hướng dẫn anh em, chứ không phải là phiên bản cũ hơn, 2 Sierra hay là Sierra. Thì 2 Sierra với Sierra nó sẽ hỗ trợ card đồ họa của NVIDIA, nhưng mà theo một cách mà anh em sẽ phải mất công, tức là chúng ta sẽ phải tìm cách, phải patch các thứ thì mới sử dụng được một cách bình thường. Còn với Mojave ấy, thì anh em có thể sử dụng được luôn với điều kiện không phải card NVIDIA. Hiện tại đến thời điểm mình làm video này thì chưa có một cái cách nào hoạt động ổn với card đồ họa từ NVIDIA trên Mojave cả. Nhưng mà đổi lại thì Mojave nó sẽ hỗ trợ một cách native, một cách rất là tự nhiên cho tất cả những CPU Intel có khả năng hiện tại trên thị trường. Và nó tốt vì sao? Bởi vì mình hoàn toàn có thể sleep cũng như là wake up bình thường, mọi thứ rất là ngon lành. Bên cạnh đó thì nó cũng hỗ trợ native luôn cho card đồ họa AMD. Vâng, nếu như anh em sử dụng card AMD, card chơi cũng được, card gì cũng được. Nói chung cứ card AMD là quẩy hay kiện tốt, cực kỳ ngon lành Mojave. Cứ cài là nó chạy thôi, không cần phải thêm bất kỳ một cái linh tinh gì cả. Anh em chỉ cần làm đúng hướng dẫn của mình là cắm lên chạy ngon lành cái nào hết. Thì như vậy chúng ta chỉ cần quan tâm là CPU này, mainboard này, VGA này, còn SSD hay là HDD cũng được. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái hướng dẫn chi tiết là cài đặt như thế nào nhé. Và trước khi đi vào cài đặt thì mình muốn anh em chuẩn bị cho mình những thứ sau. Đầu tiên đó là một cái USB có dung lượng là 16GB. Tại vì sao phải 16GB, thật ra 8GB cũng được rồi. Nhưng mà rất xin lỗi anh em là mình đã lỡ tạo cái bộ cài, cái file mà sẽ giúp anh em có thể cài đặt được ấy. Cái file nén ấy, mình tạo trên một USB 16GB. Cho nên anh em cố gắng kiếm cho mình một USB 16GB nhá. Còn 8GB mình không chắc là nó có thể bung nén ra được một cách đầy đủ, hay là không bị lỗi, thậm chí có thể là không bung nén được luôn ấy. Cái này mình không chắc lắm. Cho nên anh em cứ kiếm USB 16GB cho nó chắc. Rồi thì một điều nữa mình muốn nhấn mạnh anh em này, nếu như mà anh em có một cấu hình ngon lành rồi, đang sử dụng chạy Windows ở nhà ấy, mà muốn cài hacking tốt theo cái hướng dẫn này của mình ấy, thì tốt nhất là nên kiếm thêm một cái ổ SSD mới. Đấy, hoặc là anh em đang sử dụng SSD và HDD thì hãy backup hết dữ liệu ở SSD sang ổ HDD, và chúng ta sẽ cài đặt sạch sẽ, tức là sẽ format toàn bộ ổ SSD, không giữ lại cái gì cả, cũng như là không chia ổ để chạy Win hay là Mac OS song song. Trong video này mình sẽ hướng dẫn nhanh gọn thôi, cho nên là mình sẽ hướng dẫn cài sạch sẽ, chứ còn chia ổ cũng được, nhưng mà mình sẽ sử dụng nó trong một cái video khác. Khâu chuẩn bị chỉ cần như vậy và chúng ta có thể bắt tay vào chiến luôn được rồi. Và sau khi mà anh em đã xác định được cái phần cứng đủ tiêu chuẩn để chúng ta có thể cài đặt hacking tốt rồi, thì anh em hãy tải cho mình về hai cái file này. Đường link để tải hai file này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nhé. Trong đó chúng ta sẽ có một cái file là R-Drive iMac 6.zip. Đấy, đây chính là cái phần mềm mà chúng ta sẽ cần thiết để tạo USB cài đặt macOS hacking tốt. Sau khi mà giải nén cái file này ra thì anh em sẽ được cái file R-Drive iMac 6.exe này. Và cái file thứ hai mà mình cần anh em phải đào về đó là file TNC Hackintosh Mojave USB Installer. Thì đây chính là cái file mà mình đã tạo sẵn rồi. Đây chính là cái USB mà mình đã tạo sẵn và mình nén nó lại thành cái file này để anh em có thể tải về và sử dụng. Và mình sẽ sử dụng cái phần mềm này, R-Drive iMac, để giải nén nó ra. Thì cài đặt phần mềm này cũng rất đơn giản thôi. Thật ra là mình đang sử dụng macOS Hackintosh, nhưng mà mình cài đặt một cái môi trường Windows qua Parent Desktop ở đây, cho nên mình có thể sử dụng được các phần mềm Windows. Chứ còn cái phần mềm này là sử dụng trên Windows nha anh em. Và anh em sẽ cài đặt nó trên Windows hoàn toàn, không cần phải có một cái máy Mac khác hay là trên môi trường macOS, chỉ cần Windows mà thôi. Cài đặt này cũng rất đơn giản. Bật nó lên, bấm Yes. Đó, chọn ngôn ngữ tiếng Anh luôn. Next.
đây là mình đã cài rồi cho nên nó sẽ hiện repair, chứ còn phần mềm này cài đơn giản lắm, anh em chỉ cần next 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 đó, rồi cuối cùng finish thì sẽ launch cái phần mềm này lên. Thì phần mềm này nó sẽ yêu cầu bản quyền, tuy nhiên thì nó lại cho chúng ta dùng thử trong 30 ngày mà không hề có một cái sự rút gọn hay là cắt bớt tính năng nào cả, cho nên anh em cứ để vậy thôi, không cần phải bản quyền làm gì cả, bởi vì chúng ta dùng có một lần thôi mà. Sau khi mà đã cài đặt xong và chạy phần mềm lên, anh em bấm next cho mình. Lúc này thì anh em hãy chuẩn bị một cái USB có dung lượng tối thiểu là 16GB nhá. Thật ra là chỉ cần 8GB thôi, nhưng mà cái file này mình lại lỡ tạo trên một cái USB 16GB rồi, cho nên là anh em chịu khó kiếm một USB 16GB giúp mình nhá. Lớn hơn cũng được, 3264GB cũng được, nhưng mà tối thiểu là 16GB. Và sau khi đã bật phần mềm lên rồi, anh em bấm vào cái tùy chọn thứ hai, Restore from iMage. Đó. Rồi anh em hãy chọn đến cái file PNC Hackintosh Mojave USB Installer mà đã download về đó. Chọn nó. Ok, hãy chắc chắn là USB của anh em đang cắm vào máy tính rồi nha. Không cần chọn gì cả, next luôn. Rồi, anh em hãy bấm vào cái số 14.4 này. Đó, để cho nó chọn toàn bộ cả cái ổ USB đó. Tiếp theo nữa là cái USB mà anh em đã cắm vào, nó sẽ hiện ở cái khung bên dưới này. Và đó là cái này của mình, đó là cái ổ 14.4GB đây, chính là cái ổ mà mình đã tạo đó. Sau đó anh em bấm next. Nó sẽ cảnh báo là mọi dữ liệu trên USB sẽ mất. Ok thôi. Mọi thứ thì anh em cứ để nguyên, không cần phải làm gì cả. Rồi cứ bấm next thôi. Start. Rồi bây giờ anh em hãy ngồi chờ để cho nó tạo cái bộ cài lên trên chiếc USB của chúng ta. Và sau khi cái quá trình tạo USB này hoàn tất rồi thì anh em đã xong hết rồi đấy. Chúng ta chỉ cần khởi động lại máy và bắt đầu quá trình cài đặt macOS mà thôi. Tuy nhiên mình sẽ lưu ý với anh em một lần nữa, đó là cái macOS mà mình hướng dẫn cài đặt cho anh em ngày hôm nay sẽ là cài trên một ổ cứng mới hoàn toàn. Cho nên nếu như mà anh em có ổ chứa dữ liệu thì hãy nhớ là backup nó ra, và cái việc cài Hackintosh này nó sẽ xóa toàn bộ cái ổ Windows cũ của anh em đi. Cho nên nếu như mà anh em có điều kiện thì hãy chuẩn bị một cái ổ cứng mới hoàn toàn để chúng ta có thể cài đặt một cách suôn sẻ hơn nhé. Trước khi đi vào làm bất cứ thứ gì liên quan đến cài đặt Hackintosh thì anh em hãy vào phần BIOS setting của mainboard Asus bằng cách là ấn nút delete hoặc là nút F12. Sau đó chuyển sang phần advanced này, anh em hãy vào phần CPU configuration. Đấy, kéo xuống gần cuối cùng. Anh em sẽ tìm thấy một cái mục gọi là CPU power management control. Thì ở đây anh em hãy disable cái mục này đi. Intel Speed Shift Technology. Tắt đi. Ok, disable. Sau đó tiếp tục quay ngược trở ra, chuyển sang đến cái phần tiếp theo là VTD này. Đó, ở cái phần Advanced System Agent Configuration thì cũng disable VTD đi. Tức là tắt cái tính năng ảo hóa của CPU đi. Những mục tiếp theo anh em cần quan tâm bao gồm mà USB Configuration thì hãy cái phần XHCI Handoff này, anh em hãy bật nó lên. Đấy, Enable Legacy USB Support nữa, cũng bật nó lên. Tiếp tục chuyển sang cái mục Boot, nó nằm ở mục Circuit Boot, Fast Boot, Disable Fast Boot đi. Đó. Ở cái phần Circuit Boot này, anh em vào trong thì sẽ thấy cái OS Type, kiểu hệ điều hành. Thì anh em hãy chọn là Other OS. Lại quay trở lại tiếp. Đó. Đến đây thì anh em có thể thấy là mình đang có hai ổ đĩa đều có khởi động. Một là một cái ổ SSD mình đã cài đặt sẵn Windows, thì nó có Windows Boot Manager, và ổ USB cài đặt macOS mà chúng ta đã vừa tạo khi nãy. Thì bây giờ mình sẽ boot option 1, mình chọn là cái ổ USB đó. Rồi, xong. Anh em có thể save và reset. Sau khi mà máy chúng ta reset thì nó sẽ boot thẳng vào cái USB cài đặt khi nãy mà chúng ta đã vừa tạo. Rồi, đây là cái giao diện của Clover Boot Manager mà anh em có thể thấy đây. Thì ở đây là đang có rất nhiều cái option để boot của Windows, và duy nhất cái ở đầu tiên này là để boot vào cái bộ cài macOS, anh em hãy chọn nó. Cái đoạn chờ đợi để nó load cái bộ cài này cũng khá là lâu, cho nên là anh em kiên trì một chút nhé. À, ok, như vậy là chúng ta đã load được vào bộ cài. Và đây là đến cái phần chọn ngôn ngữ. Thì anh em có thể chọn tiếng Việt, nó nằm ở đâu đó dưới này này. Đây, đó. Hoặc là chọn tiếng Anh. Mình thì để tiếng Anh luôn cho nó nhanh. Sau khi đã chọn ngôn ngữ xong và bấm next, thì anh em sẽ được chuyển đến cái gọi là macOS Utility. Thì
đây là nơi mà chúng ta sẽ tùy chỉnh ổ đĩa này, rồi thì restore from time machine backup, kiểu như là một dạng backup của macOS ấy, hoặc là cài macOS mới. Nhưng mà cái mà mình muốn anh em bấm vào đó chính là cái phần disk utility, thì đây chính là nơi mà để chúng ta phân vùng ổ đĩa. Và cái video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cài đặt macOS mới hoàn toàn trên một ổ đĩa trắng, ổ đĩa mới tinh. Cho nên là chúng ta sẽ vào đây, bấm vào chỗ view này, chọn show on device, sau đó kích vào cái to nhất. Đây là mình đang cài lên ổ KingMax PCIe NVMe ấy, và có dung lượng 256GB. Đó, nhận đủ luôn. Và chúng ta hãy erase, xóa đi, đặt tên gì đó. Rồi, cái phần format này anh em nhớ để cho mình là macOS Extend Zoner nhé. Ngoài ra thì cái stream này thì cũng để nguyên, không làm gì cả, bấm erase. Nếu như trường hợp mà anh em muốn cài đặt chia làm nhiều ổ đĩa, tức là một ổ để cài và chia nó ra thêm một phân vùng nữa để có thể chứa dữ liệu, hoặc là chia thêm phân vùng để cài thêm Windows nữa chẳng hạn, thì có thể vào cái phần partition này và tạo thêm. Đó, lúc này anh em thấy là nó chia ra làm hai, nhưng mà cái đó là mình sẽ giới thiệu với anh em trong một video khác nhé. Còn video này thì mình sẽ cài toàn bộ. Sau khi đã chia ổ đĩa xong, anh em tắt cái ứng dụng đó đi và bấm vào install macOS. Và đây chính là cái phần cài đặt của macOS Mojave. Cứ next, agree, agree, chọn ổ đĩa. Đây chính là ổ đĩa mà vừa nãy chúng ta vừa format này. Install. Đó, rất đơn giản như vậy đúng không ạ? Chỉ cần chia phân vùng và next, next, agree, agree, xong next, thế là chúng ta đã vào phần cài đặt rồi. Và cái phần cài đặt này nó sẽ hơi lâu một tí ấy, cho nên là anh em chịu khó chờ tiếp nhá. Và có một lưu ý nữa, đó là nếu như mà anh em ở cái phần vừa nãy khi mà nó boot vào cái bộ cài này ấy, mà nó cứ dừng lại ở cái quả táo màu trắng với cái thanh trượt màu trắng ở dưới mãi mà nó không vào được, để cả tiếng đồng hồ nó vẫn không vào ấy, thì anh em có thể thử lại bằng cách là rút cái USB đó ra và cắm sang một cái cổng khác. Ví dụ như là anh em đang cắm ở cổng 3.0 chẳng hạn, thì có thể chuyển sang cổng 2.0 để cắm thử. Hoặc nếu như đang cắm cổng 2.0 mà không nhận, không vào được, thì anh em chuyển sang cổng 3.0. Bởi vì cái lỗi này thường nó là nằm ở cái lúc mà anh em setting cái BIOS ấy, nó không đầy đủ hoặc là thiếu chỗ nào đó, hoặc là cái main của anh em nó không phù hợp, thì chúng ta sẽ phải thử bằng một cổng USB khác. Còn nếu như mà vẫn không được nữa thì anh em chờ một video khác nữa nhé. Ok, sau khi mà tiến trình cài đặt đã xong xuôi thì máy nó sẽ tự khởi động lại, và anh em nhớ là đừng rút cái USB ra vội, bởi vì khi nó boot vào đến đây, anh em hãy nhanh tay ấn sang chuyển sang cái phần vùng macOS ở đây, thay vì là cái mục đầu tiên như lúc nãy anh em chọn nữa, hãy chuyển sang cái mục này. Đây chính là nơi mà chúng ta vừa cài đặt macOS. Và cái USB lúc này sẽ có nhiệm vụ là cái USB để boot mồi. Mồi chúng ta có thể boot được vào trong cái hệ điều hành macOS mà chúng ta vừa cài. Tính đến thời điểm này thì anh em đã hoàn thành việc cài đặt macOS lên trên một chiếc PC rồi. Về cơ bản là xong, nhưng mà chúng ta chỉ có thể boot vào được cái macOS đó với cái USB mà thôi. Bước tiếp theo chúng ta cần làm đó là làm thế nào để có thể không cần USB mồi mà vẫn có thể vào được macOS. Vâng, và đây là tiến trình cài đặt macOS. Anh em lại tiếp tục chờ nhá. Và trong quá trình cài đặt thì có thể chiếc PC của anh em sẽ khởi động lại vài lần, và anh em hãy lưu ý là mỗi lần nó khởi động lại như vậy thì hãy trỏ vào cái phân vùng mà chúng ta đã cài đặt macOS nhé, chứ đừng boot lại vào cái bộ cài trong USB nữa. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất thì máy tính của chúng ta sẽ lại khởi động lại một lần nữa, và lần này anh em hãy chú ý này. Đó, sẽ có từng này cái option để chúng ta boot. Và anh em hãy tìm đến cái boot macOS from cái ổ đĩa mà anh em đã cài đặt vào. Đây, trong trường hợp của mình là boot macOS from TNC Channel. Và đây chính là cái màn hình setup khi mà chúng ta mới cài đặt macOS xong. Anh em hãy chọn cái khu vực của chúng ta, trong trường hợp này chính là Việt Nam. Chọn kiểu bàn phím, nhưng mà lúc này anh em hãy chọn là ABC nhá, đừng chọn Việt Nam Mid vội. Bởi vì là nếu không thì cái bàn phím chúng ta gõ sẽ rất là cổ chuối. My computer does not connect to internet. Continue. Don't transfer any information now.
Agree. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho chiếc máy Mac của chúng ta. Ở cái phần password này chúng ta không thể không đặt được. Và ở trên cái hệ điều hành macOS Mojave thì nó sẽ bắt buộc phải là 4 ký tự, không phải là 1234 hay 4321, nó không được liền nhau. Cho nên mình sẽ đặt là 4 con số 2 chẳng hạn. Rất là buồn cười. Không được đặt 1234 nhưng mà 1111 222 thì lại được. Hoặc là anh em có thể đặt password mà anh em thường sử dụng chẳng hạn. Cái này tùy mọi người nhé. Anh em có thể chọn là Light Mode hoặc Dark Mode. Dark Mode nó là một cái đặc sản mới xuất hiện trên macOS Mojave. Cho nên là mình chọn Dark luôn cho nó ngầu. Ok, thế là xong. Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt macOS lên một chiếc PC rồi. Và bây giờ sẽ là config cái bàn phím. Bấm hai cái nút ở cạnh nút Shift như nó hướng dẫn đây để nó xác định thêm là cái bàn phím anh em sử dụng là cái kiểu gì. Ok, như vậy là xong rồi đấy. Sau khi đã hoàn thành tất cả các bước setup rồi, anh em hãy nhìn lên góc phải phía trên màn hình, anh em sẽ nhìn thấy một cái ổ, đó là Install macOS Mojave. Thì đây chính là cái USB mà chúng ta đã tạo từ lúc đầu và đã làm việc với nó liên tục từ nãy đến giờ. Và cũng chính là cái USB để mồi cho chúng ta có thể boot được vào trong cái macOS. Anh em hãy mở nó lên, trong này thì mình có một cái thư mục mà anh em cần quan tâm, đó là Hackintosh File. Trong này sẽ có một cái phần mềm mà anh em cần quan tâm, đó là Clover Configurator. Anh em hãy bật nó lên. Đây chính là cái phần mềm để chỉnh sửa rất nhiều thứ liên quan đến Hackintosh mà anh em có thể tự nghiên cứu trên Google sau nhé. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy quan tâm đến cái mục tool này, có cái mouse EFI này. Bấm vào, anh em để ý phần EFI Partition sẽ thấy hai cái ổ ở đây. Thật ra là nếu như mà anh em gắn thêm nhiều hơn một ổ cứng, ví dụ như là có một cái SSD và một cái HDD thì anh em sẽ thấy thêm nữa xuất hiện dưới này. Nhưng trong trường hợp của mình đang cài đặt mẫu cho anh em thì chúng ta sẽ chỉ có hai ổ mà thôi. Đó là một ổ SSD của mình này, kinh mắc, và một cái ổ USB. Lúc này thì anh em hãy nhìn sang bên này, sẽ thấy cái nút Mount Partition. Anh em bấm vào nó, bật nó lên, nhập password mà khi nãy anh em tạo vào, và Open Partition. Đó, lúc này anh em sẽ thấy một cái thư mục xuất hiện và có thư mục FI đây. Tạm thời để nó ở một chỗ đã. Tiếp tục anh em lại Mount Partition của cái ổ USB này, lại mở lên, lại thư mục y hệt. Bây giờ sẽ rất dễ nhầm lẫn cho nên anh em hãy để ý nhá. Cái FI của ổ đĩa SSD là bên trái này, và cái FI của USB ở bên phải. Bây giờ anh em hãy xóa cái thư mục FI của cái ổ đĩa đi. Rồi bây giờ anh em copy toàn bộ cái FI của cái USB này vào. Ok, tiếp tục anh em lại làm giúp mình một thao tác nữa, đó là quay trở lại cái thư mục macOS ở cái ổ USB vào Hackintosh file và cái cách chuẩn này. Anh em hãy để ý đến cái file Apple Intel IE1000E này và cái file Intel Mouse C này. Đó, cái này chính là cái cách để chúng ta có thể sử dụng được Internet, với điều kiện là mainboard của anh em sử dụng cái driver Internet của Intel. Và chúng ta sẽ tiếp tục mở cái thư mục FI của ổ đĩa lên, vào Clover, vào cách và other. Đó, anh em sẽ nhìn thấy trong này sẽ có Atheros này, rồi gì gì đấy linh tinh, Intel Mouse C các thứ này. Anh em hãy xóa cái Atheros này đi, bởi vì Atheros này là để dùng cho Wi-Fi hoặc là mạng LAN của Atheros, mà trong khi main của chúng ta sử dụng mạng LAN cũng như là Wi-Fi của Intel. Thì xóa cái này đi. Rồi, cả cái này nữa, Intel Mouse C. Anh em hãy copy hai cái này vào. Bây giờ anh em hãy khởi động lại và rút cái USB ra khỏi mainboard chúng ta. Vâng, và đây chính là cái menu boot. Anh em có thể thấy là chúng ta đã không cần USB mà vẫn có thể boot được thẳng vào ổ SSD. Và anh em có thể nhìn thấy ở trong phần System Preference này. Đó, và Network, chúng ta đã có mạng Internet, Ethernet Connected màu xanh lá cây ở đây. Mình sẽ test thử nhé. Ta-da. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cơ bản Hackintosh. Và nếu như mà mainboard cũng như là phần cứng khác của anh em nó có gì khác với cả cái phần cứng của mình ấy, thì anh em hãy lên mạng và tìm những cái cách liên quan. Ví dụ như là anh em hãy vào cái phần About This Mac này,
System Report này, anh em có thể thấy là nó đã nhận khá là đầy đủ. CPU của mình là Intel Core i7 8700, 16GB RAM, card đồ họa Radeon RX 580, 8GB VRAM, và nó nhận đầy đủ đấy rồi, kể cả mục audio luôn nhá. Cái mainboard Asus ROG Strix B360G Gaming này, nó gần như là tự động nhận đầy đủ hết. Ở đây là loa liếc các thứ đầy đủ hết luôn này. Đó, anh em có thể thấy là âm thanh loa đài các kiểu là đầy đủ hết luôn. Như vậy là nếu như mà với mục đích là để trải nghiệm macOS trên PC thì như vậy chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt đầy đủ rồi, không thiếu một thứ gì. Anh em có thể lên mạng để tìm những cái phần mềm khác, ví dụ Adobe Premiere cho macOS, hướng dẫn cài đặt các thứ tìm trên Google rất là dễ, và mình chỉ hướng dẫn anh em đến đây mà thôi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành rồi. Và nếu như anh em có gì thắc mắc hay là bị bí ở đoạn nào không cài đặt được thì có thể bình luận ở bên dưới video để mình hướng dẫn chi tiết hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.